Ok, chào mừng quý vị nha. Hôm nay quay trở lại đây, quay cho các bạn chia sẻ. Hôm qua là ngày khai trương mà nó không được đông lắm, cho nên là hôm nay mình sẽ quay. Wow, này trang trí đẹp dưới trời. Không, chỗ cơ sở riêng quá đẹp luôn. Chỗ này 510 Cách Mạng Tháng 8, địa chỉ mới của hai dòng Thanh các bạn. Dì quê ơi, xin có dì quê không? Có dì quê không? Không dì quê hả? Đi học cái này hả? Biết chưa? Có đường mới rồi hả? Ồ. Có học hả? Trời ơi, sầu riêng này quá trời luôn nè. Quá trời quá. Ngày đây mình cua ra. Ồ, ngày đây cua được. Ngày đây cua được 2 hộp đó không chủ? 2 thùng hả? Ở đây, bên đây cái chỗ cua này mọi người. Xin. Nè, này trang trí thùng. Chỗ nào cũng thấy bản hiệu hết. Chỗ đâu đây, bên tánh đó. Ủa, sorry. Bên đây hiếu chạy qua hả? Dũng tới đâu có ghé đâu. Dũng có ghé không? Dũng hiếu luôn. À, Dũng hiếu hả? Cái gì bảo nước Dũng. Chỗ hôm qua kia ghé Dũng, ghé mà Dũng đi đâu đó. Hello kìa. Sao rồi Tiên? Sao hả? Sao hả? Không chốt được kèo hả? Trời ơi, không chốt được kèo. Hết bôi rồi, hết bôi xinh rồi. Hôm nay đi học cô giáo có dạy tiếng Anh được chưa? Học rồi hả? Ghê ta. Học đúng số hả? Trời ơi, xung quanh quá trời sầu riêng nè các bạn. Này, quý tử nhà Thanh nè các bạn. Quý tử nhà Thanh á. Một, hai, ba, bốn. Quá trời gian hàng. Cái này gì vậy? Cái sầu riêng đẹp quá. Ê quá. Lấy cho chị trái 4 kg. Xem á, cái đấy xem á. Ba cái. Ba lượng chị. Ba. Lấy thêm cái nữa. Ngày nay đi giao lưu với hàng xóm rồi chưa Thanh? Có khóa rồi chưa Thanh? Chưa luôn hả? Yeah.
có muối mà. Để em khui cho chị coi, tự nhiên chị nhìn cũng biết cái điều muối thôi mà. Nó gần được. Năm hộp ba lùi. Chị tự nhiên ngọc ngọc có muối nhưng mà vậy chị. Đáo luôn chứ làm gì? Đáo học hả? Đáo học. Trời ơi, quá trời muối luôn mà. Muối gì? Muối mép không à? Trái nhỏ. Trái nhỏ muối to. Đập sáng muối nha, sáng muối rõ ràng luôn á. Trái nhỏ. 248.000 con. Dạ đúng rồi. Trời, cái này nó nhiều muối mà chị chế hết chứ. Xin đi gì hả? Về quê đó. Cà Mau, Cà Mau. Ủa lên đây hả? Ô, đi về Cà Mau đi xe máy luôn. Dữ à, đồ quá dữ. Bố biết đường không vậy? Không biết. Ông đi hàng gặp. Ông mấy là ông bố đi riêng đúng không? Xe này xe quen rồi. À, người quen của cô Tiên kìa các bạn ơi. Không mua trái gì. Idol đi ăn rồi có gì? Cô Tiên phụ trách hỗ trợ cho Thanh. Còn bà chủ bây giờ là Trúc, bây giờ là chủ là đếm tiền và làm nội trợ thôi. Nó đã đúng vị trí luôn rồi á. Đúng vị trí rồi á. Mà hôm nay sầu riêng nhiều lắm các bạn. Có đi sắm gần đây với rễ mình đâm nha mọi người. Sao? Tôi đi khui phong cách khui bén nha. Khách quen của Thanh nha các bạn. Tới ngoài hai nhỏ kia là hiểu rồi á.
Mối quá trời, mối quá rồi, mối xa này, mối bên này rộng hơn, thoải mái hơn, nhưng mà đi xa hơn. Đi bộ tận cái dòng chị này tôi bán tới 12 giờ luôn chị. Chừng nào có còn người mua thì còn người bán à? Trời ơi, con tiên mới chịu hả? Rồi xong Thanh đã bị đẩy ra một phát. Quá hốt. Thanh đang ăn mì bánh mì với hai nhóc à. Hai đệ tử. Vui lắm, chỉ chậm nữa thôi chứ lên sóng chứ còn mệt quá trời. Ê, xuống đi, xuống đi. May á, Bình Tăng á, Lê Đồng Tăng á, Tăng Bình, Bình Tăng, Bình Tăng với Tăng Bình, đây Bình Tăng với Tăng Phú, đúng rồi. Không học kia nó bị giật trời không được, để lấy cái đường thôi chứ. Theo chú rồi. Đầu tiên mà chưa có người yêu nha. Chưa có người yêu. Cảm ơn chị. Mà nó được xe không có bông. Thanh mấy ngày nay khui chưa đã nha các bạn tới đây mua sầu riêng cho Thanh chưa khui biểu diễn tay coi chưa đã
chưa phê gì hết. Các bạn thấy mấy cái ngày mà lễ hội không? Đua lia lịa. Tôi chắc tôi đi chưa được phút mấy giây. Kéo không nổi anh ơi. Kéo không nổi hả? Như cái máy rồi. Anh ở bên đây mà chưa địa đồ, địa đồ coi thứ ngắm địa thế rồi. Chứ ta thấy bên thằng Hà Mobile là trùm đó nha, em đơn giản đâu đó. Đâu đi kia anh chị quá kia. Còn Hà Mobile tới nào luôn á. Còn Hà Mobile là toàn là hotger không á. Mà thường thường mấy hotger thích ăn sầu riêng dữ lắm nha. Ăn sầu riêng dữ lắm nha các bạn. Xin lại khui cầu khui sầu riêng xin. Hôm nay mới là ngày thứ hai ở vựa nha các bạn. Nhiều khách vẫn chưa biết chỗ. Cái chỗ vẫn hay ghé cái năm 415 mà chỉ qua đây. Thường thường là những khách quen ấy, khách quen thì họ ăn sầu riêng nhưng mà họ không coi video, sợ họ không coi video họ đâu biết đâu. mười lăm ký à? Anh chị mua 15 ký à? Rồi thôi, cấp phím. Hãy cho hãy cho Thanh có điều kiện nữa mà thể hiện cái gọi là skill khui sầu riêng quý vị ơi. 15 ký ruột à anh, hay là 15 ký cải luôn. Dạ, rồi. 728.000. 6 ký 6 nha quý vị. Rốt chân không luôn anh. Có, hút chân không luôn. Xong không lại cho em đi bỏ. Cái tiền, cặp cho một cái này cho anh, cái tiền lấy cái đồ khác. Đá gì, mai về đi á. Dạ, dạ. Mai tầm 11 12 giờ đêm mới đóng cửa. Ok. 12 giờ đêm chị lấy nha. Dạ ok. Chắc nha, đừng có bỏ anh là. Đâu có đâu, em có số điện thoại đó, em trực 24/24 anh gọi giờ nào em cũng bắt máy nữa. Dạ. Lâu quá rồi. Rồi hút chân không đi. Hút chân không bỏ tủ đông. Bỏ công cho anh luôn. Hai trái này mấy ký vậy? 728. Không, 66 con. 66. Cái tròn nhiều hộp anh. Tròn nhiều hộp chứ đừng có lấy hộp lớn cho nè. Mình gửi đi đâu anh? Canada. Anh đi Canada hả? Dạ. Anh chị đi Canada. Ủa mình đi Canada để hộp được anh? Đừng, nhưng mà đừng có bị mùi thôi. À, đừng mùi là được. Mùi vậy là hút được không? Dạ, đừng mùi vậy là hút được không? Vậy là cách đi Canada được quý cô chú anh chị và các bạn. Mình muốn đi thì mình cách tay nè. Vô Mỹ như, Mỹ được nha. Vô Mỹ thì khó hơn. Mỹ không được luôn, giờ rất là khó hơn. Mỹ không có được. Không được đâu hả? Không cho thịt luôn. Không, Mỹ đi được, em đi bây giờ được. Không quá hẹn. Không lấy hẹn. Quá hẹn. Quá hẹn. Sợ lắm, hết xui. Tại vì em giao cho khách Mỹ đi hoài. Dạ thì mình đi đường vòng, mình qua Canada xong rồi đưa vô Mỹ. À vậy hả? Không quan việc là nguồn gốc hả? Qua mấy sò ra phát hiện là cái dịch này. Thành khui sầu riêng đi Canada cho anh chị. Ồ vậy là anh chị về quê được lâu chưa? Đi 2 tháng rồi. 2 tháng đó hả? Giờ dạ. Đi. Bây giờ đi qua lại. Sorry. À. Phải đi xuống quay vòng lên trở lại. Dạ. Chị quen rồi. Quen. Ông taxi đó. Đúng rồi. À. Đúng rồi, đi taxi bữa thức đi cả gia đình luôn. Dạ. Mua sầu riêng đó. Mới gặp chú Thanh bán đây. Dạ. Bữa nay chú Thanh, bây giờ chú Thanh là nhiệm vụ là chú khui sầu riêng thôi. Chú khui rồi.
Anh chị mua đúng cái lô sầu riêng, đúng cái lô miền Tây đang lên. Đang cái lô sầu riêng mới vừa chặt lên nhá. Rất là đẹp luôn. Dạ rất đẹp. Mấy bữa là sầu riêng miền Đông. Cái hũ mùa này hết. Dạ. Thái đâu còn luôn. Dạ thái còn nhưng mà giá nó cao lắm. Đó. Khách lên kia, khách kia, sầu riêng kia, kia. Trúc ơi. May mắn quá, anh chị may mắn quá. Được mấy trái vậy? Ba trái rồi. Dạ, mới vừa chuẩn bị về đó. Bây giờ cứ vậy. Để đẹp trên đây cầm từng ở lại về đúng không? Không. Để thái không có anh ơi. Không có hả? Dạ. Rẻ không? Hổng chủ á. Thái có. Thái không có. Nhiêu ký ông chủ? 101 gì vậy? Dạ. 510. Dạ, 510 cái này 88. Phường 11, quận 3 nha, cô chú anh chị và các bạn. Dạ. Không, chỗ được cố định rồi, ký hợp đồng tới 3 năm lận. Đặt cọc anh 1 tỷ mấy rồi, đâu dám đi rồi. Được hết chùm em ơi. Không, đặt cọc 2 tỷ 9 nói vậy. 2 tỷ 9 đúng rồi, 2 tỷ 9 đi. Đó, bà vợ xuống cái nè, trời ơi. Xuống đi cho cô chú nhanh lên. 10 cái tư thì anh còn 4 cái nữa. Không, 15 cái tư lận. Mấy bữa là dạ mua cô mua là dạ con đó chồng ở đây về dạ dạ bọn con đứng à, đây đây luôn đây 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 luôn con đứng con quay nó mới sinh động. Dạ, dạ ăn rồi cô. Ăn rồi chị. Chị dạ. Sao cái máy luôn ăn. Từ chiều 7 đổ xuống 16 cái 16 cái mấy vậy đó là nhiêu tiền rồi 16 cái rưỡi đi là nhiêu tiền 16.5 cho 1 2 triệu mấy rồi đó 1.8 15.000 à được rồi nhỏ cho anh đi lấy cái bự thôi muốn xuống đi anh con 13.7 anh ok. À, mua mua sỉ, mua sỉ. Sỉ sỉ. Đó. Để đó anh bỏ vô á. Quay sao biết quay cái nào nữa không? Quay thức ăn đồ có nhiều lắm quay hết á. Mình quay ẩm thực hết luôn. Bún bò nổi tiếng. Long. Ở đâu cô? Ý là bún bò mình hay quay bún bò ở đâu á? Nhất bún bò có muốn hả? Có muốn gần ở đâu? Không muốn. Ngon nhất bún bò hả? Không, ý là tùy khẩu vị của từng người nha. Kiểu ăn là cũng ngon. Ha buồn. Lại bún bò Chị Thanh đi. Thì ở Chị Thanh cũng ngon lắm á, bún bò Chị Thanh đơn giản. Mình vừa ăn vỉa hè nhưng mà rất là ngon. Ngon. Ngay chỗ quán cũ á. Xích xuống khoảng 100 mét là có cái quán bún bò. Dạ đúng rồi, bún Thanh á. Bún bò Thanh. Không có tên tuổi gì đó 405 dạ bún bò 405 dạ xong cái quán nó vừa sang trọng rồi nhưng mà nó kia đơn giản nhưng mà rất là ngon của Thanh 405 gần của Thanh Sài Gòn luôn á chị 405 phở chứ ngon phở nhiều nhiều chỗ nhưng mà phong cách là phở Bắc hay là phở Nam phở Nam phở miền Nam á nếu mà phở miền Nam thì nếu mà chị ở gần Gò Vấp á thì chị tới phở Trang bữa trang của dọc còn nói chung nhiều lắm còn nếu mà muốn trải nghiệm đúng kiểu phở mà lâu đời á là phở Baxter nằm trên đường phở dạo ăn chưa phở dạo có ăn rồi tụi em cũng có ăn em có ăn rồi cũng được nhưng mà phải nói hai phong cách nha kiểu phong cách Nam phong cách à 306 cái sở thích của mỗi cô chú nó khác
cái lúc mình thích á, nhưng mà qua cô khác là không thích cái hương vị đó. Giờ đếp là nhiều muối lắm anh. Nhiều không? Nhiều. 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 Ông chủ, đây miền Tây hay miền Đông chủ? Dạ, miền Tây em chưa chín, nhưng này miền Đông, nhưng miền Đông này ngon lắm. Cái này miền Đông. Đông. Miền Đông này xuất sắc lắm. Miền Tây cái nào chín không? Miền Tây ngon. Đây còn hai loại nữa đây nha. Miền Đông là 101. Cái này để 400. Cái này là tên là trăm. Chị lấy mấy trái chị? Bà chủ là bà đang hút chân không anh? Không, hỏi anh. Hút chân không 3 hộp được cũng như vậy. Mấy ký ạ? 848 ngàn, có nhiều số tiền rồi đó. Số tiền rồi. Ừ, biết nha. Bữa anh ăn miền Tây ngon lắm. Sở hữu cũng ngon. Sở hữu chưa có, nhưng sở hữu mùa này hết. Cái mùa cũng nồng hơn miền Tây, đúng rồi. Anh chị ở gần đây không? Xa lắm. Xa lắm hả? Dạ. Mỹ về đó. À, anh chị bên Mỹ hả? Dạ. Cách chị ở đâu vậy? Hả? Cali. Cali. Không, nhưng ở Việt Nam này đang ở đâu? Ở Phan Văn Lưu. À, Phan Văn Lưu hả? Bánh đúc á, bánh đúc 116 phải không? À, cũng nhận hả? Bánh đúc chén nóng á. À, đây là chị, anh với chị về hỏi thử là chỗ nào ngon để đi chấm quá thì cứ. Dạ, anh với chị về lâu chưa? Về tháng mấy rồi. Tháng mấy hả? Dạ. Có anh chị kia cũng từ bên Canada nè, cũng về 2 tháng rồi. Nói chung là bún bò mà nếu mà ở chị ở bên phía đó hướng đó hả? Bún bò trang á. Trang thì đó là phở. Còn nếu mà ở Thanh Lương thì ghé cái đường Thấy con hả? Do là anh chị về Việt Nam nên là cũng muốn có phá những cái quán này. Nhưng mà chị ăn Phở Trang là ở ngưỡng anh ở đâu? Phở Trang ở ngưỡng anh ở đâu? Hai chỗ Phở Trang, món ăn của ngang chỗ anh luôn, cũng có chỗ Phở Trang, hồi xưa bán đông nó nổi tiếng vậy hả? À, cái Phở Trang đó là thương hiệu nó khác nha, nó đang kiếm bản quyền rồi. Còn cái Phở Trang em đang nói là nó không chưa đến bản quyền, nó làm nguyên một con bò vậy đó. Có nguyên bò chị đỡ nó hầm xương vậy đó, chị muốn ăn khúc nào là nó nằm hấp dẫn hơn cái kiểu kia. Phở Trang đó là nó nằm ở đường Nguyễn Oanh cái khúc mà Nguyễn Oanh cắt dưa Lê Đức Thọ đó, là cái, nó làm nguyên bò đó chị thấy nó đỡ năm cái hồi đó, chị muốn chọn cái nào đấy. Dạ, Phở Trang kiểu như nó lấy tên cho nó có thương hiệu, nhưng mà thực ra là đăng ký bản quyền có cái chưa có, nhưng mà cái của chú này là ok. Cái đầu là 1,5 triệu. Dạ đúng rồi. Là 360 chính xác. 380. Phở Trang bây giờ nó không phải là thuần cái phở của mình nữa, mà nó chia ra những dòng bò Cô Bê. Thậm chí có Phở Trang của Cô Bê đó là nó kiểu như nó làm cho đủ vị của Tây ta rồi đó. Chứ còn cái Phở Trang mà em nói ở Gò Vấp á là nó cũng thuần của Việt Nam. Mấy bữa là bên kia là mình bà đứng bà vui thì học đúng rồi.
Ông đi tìm hàng đó, ông tìm Ngọc Dương á. Chia ra chứ mỗi vợ chồng mỗi công việc. Tháng này được 10 tấn không? Đâu giữ rồi chị, hỏi ông á, hỏi ông á. Không có đâu. Chị hỏi ngày vợ chồng tháng bán được 10 tấn sầu riêng không nè. Sầu riêng nó quá trời mà lấy chất sầu riêng quá trời. Ngon không ngon không lấy nha. Dạ không ngon em bỏ lại. Cái này sống quá vậy. Cái này không ngon quá em ơi. Rồi cảm ơn anh chị. Ăn miếng tây đó, cái sầu hủ đó. Con đầu á. Anh chị muốn em chín hung à? Không, cái này béo hơn cái nãy nhiều. Cái này béo hơn nãy. Đâu bị nước như nãy. Cái này bị nước. Cái này ngon rồi. Đâu. Nãy cái này bị nứt nước ra. Cái này béo hơn nhiều. Ngon hơn này nữa, ngon cái nãy. Anh chị ở bên Mỹ lâu chưa? Lâu rồi. Lâu hả? Cái này ngon hơn, cái này nóng hơn. Cái này cũng được. Còn cái này ăn dở được đúng. Không, bỏ cái miếng này ra đi, bỏ nguyên cái hộp này, hộp đâu ở đây đi, bỏ hộp qua đi. Không, khoan, cưng lấy bỏ hộp qua cho chị đi. Đây, bao cái này còn đây chị. Lấy cái hộp đâu qua đây nè. Dạ, dạ, đúng nè. Ba hộp cúng đúng không? Đúng rồi, ba hộp cúng. Chứ sao ở chị mà có cái nhà ở quận 3 với quận 10 là tiền khỏi làm gì. Phân xui, phân xui luôn. Ba trăm ba. Của anh còn hộp này nữa nè. 845 anh 48 lấy 45. Cô bác sớt bự đi, cô cầm luôn. Có cái bịch bự thì cho cô chú anh chị cái bịch dễ cầm. Cảm ơn em nha. Dạ, dạ. Chị. Này bán chậm trái không? Chậm trái? Mấy tấn không chủ. Ông chủ này hỏi mấy tấn, ông chưa dám trả lời cô à. Dài trăm ký thôi, mấy tấn thì được mấy tấn hả? Cái bán đắt quá trời mà lên giúp tôi bán đắt quá. Mấy tấn là bán sỉ nữa á, năm rồi á. Năm rồi bỏ sỉ nữa. Năm rồi bỏ sỉ có mấy cái tấn tấn. Lên chút YouTube quá rồi, có YouTube nè. Chị nghĩ khui một tấn là khui mấy người. Người luôn mà. Có hai cậu con trai nữa, có hai cậu con trai đâu. Đúng rồi. Mấy em lấy gì mùa mà ít là khui tiền đâu mà trả mấy đó. Bây giờ nó không cái này gáo nhiều béo. Bây giờ
Dạ dạ dạ. 330 chị. Dạ sầu riêng này là sầu riêng của Đắk Lắk nha. Ngon chứ. Đắk Lắk à, Đắk Lắk à thôi. Chứ không phải là Khánh Sơn hả? Ồ, Đắk Lắk thơm cũng vàng ghê chứ hả? Đố mồ hôi hột luôn, hên quá à gì.